Việt Tân khóc lóc vì Đoan Trang không được giải Nobel. Mới đây Việt Tân đăng bài xấu hổ và đau xót của Mạc Văn Trang khóc than cho Phạm Đoan Trang, một nhà hoạt động dân chủ, một nhà báo có nhiều tác phẩm mà không được nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2021 bằng việc so sánh với hai khôi nguyên năm nay cho rằng Việt Nam còn độc tài hơn cả Philippines và Nga, xin trích. Tôi thấy xấu hổ vì hai nhà báo kia lập ra hai tờ báo, thực hiện quyền tự do ngôn luận để phơi phán các sai lầm của chính quyền, lên án tệ tham nhũng, lạm quyền và các tệ nạn xã hội. Vậy mà khi họ được công khai, đàng hoàng hoạt động, được công chúng tin cậy và khi được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, chính quyền không những không ngăn cản đến nhận mà còn tự hào và chúc mừng họ. Mà chính quyền Duterte ở Philippines và chính quyền Putin ở Nga vẫn bị coi là độc tài đấy. Và đau xót vì so sánh hai nhà báo này với Phạm Đoan Trang thì nhà báo Phạm Đoan Trang có kém gì đâu mà bị khủng bố, bôi nhọ, bắt bớ, tù đầy. Phạm Đoan Trang, một nhà báo yêu nước, có trách nhiệm xã hội rất cao và đặc biệt là một tài năng hiếm có. Trong vài năm, cô đã xuất bản mấy cuốn sách, Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm năng nuôi tù, Báo cáo toàn cảnh thảm họa môi trường Việt Nam, Báo cáo về đồng tâm, thành lập trang web luật khoa tạp chí với tư cách là một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam để phổ biến chủ yếu về lĩnh vực pháp luật. Tưởng ông này vào Việt Tân khiếu kiện với ban tổ chức giải vì sao không đưa Đoan Trang vào xét giải mà lại khóc vì hai nhà báo trên được giải, còn Đoan Trang bị tù đầy hay thật. Thấy họ cũng có nhiều lý do để khóc than, để thấy xấu hổ và đau xót thật. Sao họ tránh lờ tín đi rằng Đoan Trang là một nhà báo suy tàn, không xây dựng, hôn đúc cây bút sắc xảo mà thành kẻ viết thuê làm mướn cho các tổ chức tay chân của Việt Tân, viết toàn thứ nhảm nhí, chửi đồng, chửi bậy, bịa đặt nhỉ. Sau họ lờ tịt đi, việc những tác phẩm của đoan trang toàn cắt dán copy paste nhỉ. Thậm chí, từng sao nấu, ăn trộm của người khác bị tố cáo đạo văn nhỉ. Mấy nhà xuất bản, tạp chí kia của đoan trang chẳng qua là nơi viết bậy ca tụng, chạy tội cho đám phản động trong nước. Có viết được cái gì tử tế, thể hiện tâm và tầm của một nhà báo đâu mà đòi so sánh với họ nhỉ? Cuối cùng, xin trích bình luận của một blogger. Bất kỳ nhà nước nào cũng có hiến pháp pháp luật. Ở Việt Nam, Tự do ngôn luận được ghi nhận trong hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ với một loạt thiết chế, cơ chế, diễn đàn trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội trên tinh thần xây dựng và không vi phạm quyền lợi ích chính đáng của người khác, không được làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng và xã hội. Bởi vậy, một số cây viết, cây nói không ngại tự do xuyên tạc sự thật về tự do ngôn luận, vi phạm pháp luật Việt Nam, bị bắt giữ, trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang. Quả thực, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Phạm Đoan Trang có thành tích dày dặn. Ả à, là tác giả của cuốn sách Chính trị bình dân, phản kháng phi bạo lực, cẩm nang nuôi tù, báo cáo toàn cảnh thảm họa môi trường Việt Nam, báo cáo về đồng tâm, thành lập trang web, luật khoa tạp chí, tán phát thông tin sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước, xã hội Việt Nam. Cho nên Việt Tân và Mạc Văn Trang khóc than một người yêu nước, một tài năng quý giá như thế mà đem hủy hoại đi, thật ác độc, thật đau xót cho đất nước này. Đây đúng là màn tấu hài của nhà dân chủ cuội, khóc cho nhà dân chủ lát bản chất mượn cớ để nói xấu, xuyên tạc thực tế tự do ngôn luận ở Việt Nam. Chúng ta còn nhớ, vào tháng 10 năm 2020, đối tượng Phạm Đoan Trang bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999, và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trang sinh ra trong một gia đình có bố mẹ Trang đều là cán bộ nghỉ hưu, các anh trai của ả đều là những người đang công tác tại các cơ quan nhà nước. Bản thân Trang cũng được ăn học đến nơi đến chốn. Năm 2000, Trang đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, từng là phóng viên, cộng tác viên của những tờ báo điện tử có tiếng như VNS Press, Vietnamnet, từng làm nhân viên công ty truyền hình kỹ thuật số VTC, từng là phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2013, khi đối tượng xuất cảnh đi Philippines không xin phép nên bị kỷ luật buộc thôi việc do bản chất thích nổi, thích nổ, bất kham vốn có, nên trong bối cảnh thời gian này, Phạm Đoan Trang đã bị tiêm nhiễm tư tưởng phản động, chống đối của một số cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong. Sau khi trở về nước, Trang đóng vai người bất đồng chính kiến, được sự tài trợ, cổ suý của các thế lực không thân thiện với Việt Nam trong chính giới phương Tây. Các tổ chức nhân quyền cực đoan và một số đối tượng ảo tưởng chính trị ở bên ngoài. Trang càng nổi lên là một trong những đối tượng cầm đầu nhóm mạng lưới blogger Việt Nam. Phạm Đoan Trang có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như việt tân voi à hoạt động tích cực từ việc hình thành mạng lưới blogger cho đến việc tham gia đoàn vận động nhân quyền do việt tân vẽ ra nhằm phản đối việt nam trở thành thành viên hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc nhằm vận động chính giới phương tây gây áp lực để việt nam thay đổi chính sách nhân quyền trang thường xuyên cấu kết với các phần tử hội nhóm chống đối phản động trong và ngoài nước sử dụng chiêu trò phản biện xã hội để thể hiện chính kiến trước những sự kiện chính trị xã hội của đất nước các vấn đề đang được xã hội quan tâm nhưng thực chất là lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kích động, cổ súy các hành vi chống đối, biểu tình, vi phạm pháp luật, chống phá đảng, nhà nước Việt Nam. Chưa hết, Phạm Đoan Trang còn phát huy tài năng viết hàng trăm tài liệu, trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài, viết, tán phát nhiều cuốn sách có nội dung tuyên truyền xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, hướng dẫn kỹ năng, cách thức đối phó với cơ quan chức năng, kích động chống phá cẩm nang truyền thông, cẩm năng pháp lý dành cho các hoạt động xã hội từ Facebook xuống đường, bầu cử phi dân chủ ở Việt Nam, chính trị bình dân, toàn cảnh thảm họa môi trường Formosa ở Việt Nam, phản kháng phi bạo lực. Trang còn huy động thành lập fanpage, nhà xuất bản tự do nhằm xuất bản các đầu sách nâng cao dân trí cho giới dân chủ Việt cùng nhóm Green Tea với sự tài trợ của Voi tổ chức in lậu hàng ngàn cuốn sách. Với bề dày thành tích, năm 2019, Trang được tổ chức phóng viên không biên giới đề cử giải thưởng tự do báo chí nên cũng không lạ gì, khi Phạm Đoan Trang bị bắt, các tổ chức mang danh nhân quyền tự do, trong đó có Việt Tân và các nhà dân chủ cuội lập tức kêu gào, thường xuyên lên tiếng đòi trả tự do cho Trang. Việc Mạc Văn Trang, Việt Tân lại mượn cớ giải Nobel hòa bình năm 2021 để tiếp tục tấu hài khóc than cho Đoan Trang cũng không có gì mới. Thật tẽn tò, vở tấu hài của chúng đã quá cũ dưới ánh sáng pháp luật quốc gia và nhân cách loài người soi chiếu nên nó càng trở nên nhạt toẹt, lãng xẹt thôi đừng tố hai nữa phạm đoan trang hay là ai vi phạm pháp luật việt nam gây ảnh hưởng tiêu cực môi trường thông tin xã hội gây hại đến lợi ích của người dân chống phá đảng nhà nước việt nam thì đều bị xử lý nghiêm minh